Xin chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn đã gây ra lũ lụt trên các lưu vực sông Châu Giang, sông Tương và sông Dương Tử ở Trung Quốc. Trong nhiều ngày, mực nước của gần 400 con sông đã vượt qua ngưỡng cảnh báo lũ và một số khu vực bị vỡ bờ bao. Trong đoạn video do nạn nhân gửi về, nhà cửa sập, đường dây bị cuốn trôi, thi thể trôi trên sông. Các cơ quan chức năng chỉ hành động theo kiểu thấp kém khiến dư luận lên án. Wang Zhangli, một quan chức của Bộ Tài nguyên nước cho biết Trung Quốc đại lục hiện đã bước vào giai đoạn quan trọng của công tác phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt. Lũ trên mức báo động do ảnh hưởng của lượng mưa cao hơn so với cùng kỳ năm 1998. Số sông vượt báo động nhiều hơn gần 80%. Wang Zhangli cho biết cho đến nay đã có một trận lũ được đánh số ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, hai trận lũ được đánh số ở Thượng Lưu sông Hoàng Hà, một trận lũ ở sông Tây Giang, ở lưu vực sông Châu Giang và hai trận lũ được đánh số ở sông Hàn. Theo báo cáo, hiện nay, mực nước Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, hai hồ ở Thượng Lưu và Trung Lưu sông Hoàng Hà, Thái Hồ và sông Tây Giang đang ở mức cao hơn cùng kỳ, từ 0,5 đến 6,1 mét so với cùng kỳ của năm trước. Trong số đó, đoạn Yujiang của dòng chính sông Dương Tử và hồ Poyang vượt quá cảnh báo lũ lụt từ 0,52 đến 0,72 mét. Trong những ngày qua, 16 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đưa ra 15.000 cảnh báo lũ quét. Các nguồn tin cho biết, chỉ riêng trong 2 ngày vừa qua, sông Tương Giang đã vỡ bờ kè ít nhất ở 4 nơi, nhưng đã 6 ngày trôi qua kể từ khi lũ lụt xảy ra ở một số khu vực và các phương tiện truyền thông chính thức vẫn chưa đưa tin chính thức về tình hình cứu hộ. Tin tức và video về lũ lụt được lan truyền rộng rãi trên Internet gây sốc cho mọi người. Vào tuần trước, sông Tương Giang vỡ bờ bao Tương Đàm, Chu Châu, Thành Trạch. Một nửa Hồ Nam, phòng tuyến Bắc Kinh, Quảng Châu sẽ bị chia cắt và Tam Hiệp sẽ gặp khó khăn. Một số cư dân mạng đã đăng trên Twitter video về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau, cho thấy nước ở Giang Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và những nơi khác rất dữ dội. Hai bên bờ sông Tương Giang ở Hồ Nam, mực nước dâng cao hơn mặt đất khoảng 6 mét, nhiều người đắp bao cát lên đập ngăn không cho vỡ. Một đoạn video khác cho thấy những ngôi nhà đổ sập, đường dây bị cuốn trôi và các thi thể trôi trên sông. Tại đoạn Cao Gia thuộc thị trấn Trường Giang, bờ kè sông Tương Giang ở huyện Hành Sơn, một vết nứt rộng khoảng 25 mét xuất hiện vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Tư. Lũ cuốn xuống làm ngập xe và nhà cửa, chỉ còn nhìn thấy một số ngọn cây. Theo các nguồn tin tại chỗ, lũ lụt đã nhấn chìm làng Yang Jingping và ba ngôi làng gần đó với diện tích hơn 2.000 hecta và hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng. Netizen David thậm chí còn cho rằng, các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận 5 ngày sau đó rằng sông Tương Giang bị vỡ. Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có thông tin về khu vực bị ảnh hưởng, dân số bị ảnh hưởng, số lượng thiệt hại và người thương vong. Chúng xuất hiện trên các tiêu đề. Một số cư dân mạng đăng trên WeChat Moment rằng CCTV đã phát sóng sự cố mất điện ở Hoa Kỳ vào lúc 1 giờ sáng, nhưng không nói rằng có lũ lụt ở Hồ Nam. Nhiều bài báo về thảm họa lũ lụt trong vòng kết nối WeChat đã bị chặn. Cô Tian, một cư dân của Hành Dương, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng những tên cướp luôn che đậy sự thật và không cho người dân biết sự thật. Cuối cùng, chúng thậm chí không có kế hoạch trốn thoát. Trước đây, bệnh SARS cũng vậy. Rồi bệnh dịch tả lợn châu Phi và bây giờ cũng vậy. Cô Tian cho biết thêm thiên tai ở địa phương rất nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước hiện rất nguy hiểm nếu nước tràn qua đập, nhiều cộng đồng sẽ bị ngập lụt và ô tô sẽ bị phá hủy. Từ đầu tuần trước, toàn bộ tỉnh Hồ Nam bắt đầu có mưa, riêng thành phố Chu Châu có lượng mưa lớn nhất gần 170mm. Một số cư dân mạng đăng tải rằng từ ngày thứ ba tuần trước đã có mưa bão lớn và mưa lớn ở phía nam trung tâm Hồ Nam làm cho 868 thị trấn trong tỉnh bị đe dọa, trong đó có 369 thị trấn bị mưa lớn và xảy ra vỡ đê nhiều nơi. Do mực nước dưới đáy một số cây cầu đường sắt ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam vượt quá mức cảnh báo, một số khu vực trên đoạn Hồ Nam của tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu đã bị đóng cửa trong một thời gian dài. Bà Điền nói, điều tôi lo lắng nhất bây giờ là con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bị vỡ, khi đó phần lớn Trung Quốc có thể thực sự trở thành một quốc gia hoàn toàn biến mất trên bản đồ thế giới và sẽ có nhiều nỗi buồn.
Trụ sở Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Hồ Nam thông báo, tính đến ngày thứ Bảy, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Hồ Nam là gần 2,8 triệu người, 60 người mất tích, ít nhất 51 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 5,3 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê, từ tháng trước đến ngày thứ Bảy vừa qua, trên cả nước có tổng cộng 19,91 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tổng số 34.000 ngôi nhà bị sập tại 25 tỉnh, thành phố gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 1.761,4 nghìn hectare. Các thảm họa mưa bão và lũ lụt ở Trung Quốc đại lục tiếp tục tồi tệ hơn. Theo dự báo khí tượng thủy văn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ có mưa lớn liên tục ở khu vực phía Nam trong tuần tới. Lượng mưa lớn vẫn sẽ nằm ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và các nơi khác, rất trùng lập với các khu vực mưa lớn trước đó, và tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Trong tháng tới, từ giữa tháng này đến giữa tháng tới sẽ có mưa lớn ở Giang Hoài, Giang Nam, Tây Nam, Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Trong trường hợp lũ lớn có khả năng xảy ra mưa lớn và lũ lụt ở lưu vực sông Trân Châu. Thưa quý vị, sau 2 tháng liên tiếp có nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn tại Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, các thị trấn công nghiệp ở phía Tây Nam Trung Quốc đã phải đối mặt với lượng mưa cực lớn nhiều ngày liên tiếp trong đêm, khiến 12.000 người phải khẩn trương di chuyển đến nơi trú ẩn trước. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào thứ Bảy, trước khi lượng mưa lớn bắt đầu xảy ra ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Hạn hán nghiêm trọng đã khiến sông khô hạn, một số đoạn sông bị trơ đáy. Mực nước hồ chứa giảm đột ngột đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất thủy điện, và nhiệt độ cao khiến cho người dân không thể chịu nổi, buộc mọi hộ gia đình phải bật điều hòa. Các nhà máy, xí nghiệp và những nơi tiêu thụ điện lớn nhất đã bị chính quyền ra lệnh đóng cửa, ngừng sản xuất. Khi cảnh báo mưa bão màu xanh được ban hành, có nghĩa là lượng mưa sẽ đạt hoặc vượt quá 50mm trong 12 giờ và thời tiết khả năng sẽ tiếp tục có mưa nhiều. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc và Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên Trùng Khánh, đợt mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết thứ Ba. Trụ sở Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc thuộc Bộ Quốc phòng đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào đêm Chủ nhật, đồng thời yêu cầu Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh ngăn chặn nghiêm ngặt sự biến đổi đột ngột của hạn hán và lũ lụt. Đầu tháng này, các nhà chức trách cũng đã kích hoạt một ứng phó khẩn cấp quốc gia về hạn hán. Trong lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục bị hạn hán nghiêm trọng, nhiệt độ cũng duy trì ở mức khoảng trên 40 độ C và nhiệt độ đã đạt mức cao nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu giữ kỷ lục vào năm 1961. 3 tuần liên tiếp ở Trùng Khánh không có mưa và chính phủ đã áp đặt hạn ngạch cấp điện hoặc hạn ngạch cung cấp điện, buộc một số công ty quốc tế nổi tiếng phải tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của các nhà máy này. Nhiệt độ cao liên tục và thời tiết khô hạn ở lưu vực sông Dương Tử cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loại hạt mùa thu ở nhiều khu vực dọc theo tuyến đường. Có rất nhiều video và hình ảnh về các hồ và các đoạn sông khô cạn và lòng hồ hoặc lòng sông nứt vỡ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày nay, hạn hán và lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng dưới nhiệt độ cao và khô hạn, đất bị mất nước trở nên không còn tơi xốp hoặc kết tụ và cứng lại. Lượng mưa lớn đột ngột làm tăng nguy cơ thiên tai lũ lụt. Trung tâm Thủy văn tỉnh Tứ Xuyên cho biết, do nhiệt độ cao và hạn hán gần đây, lượng nước của các sông chính trong tỉnh xuống thấp nghiêm trọng. Dãy núi Long Môn và cao nguyên Tây Tứ Xuyên trong đợt mưa lớn này sẽ có những thay đổi mạnh, đất no nước sẽ dễ dàng dẫn đến lũ lụt lớn trên các sông suối, gây ra các thảm họa địa chất. Đài CCTV Bắc Kinh trong một báo cáo chỉ ra rằng, trong trường hợp không có lượng mưa hoặc lượng mưa ít hơn trong giai đoạn đầu và đã xảy ra hạn hán, do hạn hán ảnh hưởng đến thực vật và sự xâm nhập của nước mưa trong cùng một lượng mưa, do thay đổi đột ngột nên lũ lụt thường nhanh hơn, mạnh hơn và có nhiều khả năng dẫn đến thảm họa hơn. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong 10 ngày tới ở miền Tây Trung Quốc tiếp tục có mưa, số ngày mưa sẽ nhiều hơn gấp đôi ở một số các khu vực và có thể xảy ra những thảm họa địa chất và lũ lụt.
Bộ Quốc phòng và Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã ban hành chỉ thị để ứng phó với trận mưa lớn gần đây ở Tây Trung Quốc, yêu cầu tất cả các địa phương thắt chặt trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán, tăng cường mối liên kết giữa cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tập trung ngăn chặn và ứng phó với các mắt xích yếu và quyết liệt di chuyển trước các khu vực nguy hiểm. Bộ Quốc phòng và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng yêu cầu tất cả các địa phương tuân thủ tất cả các công việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.